À, chắc chủ nhật hôm nay mình nghỉ rồi các bạn ơi, chưa gọi là đi chơi hoài cũng mệt quá. Ồ kìa, ôi wow, cái gì sao cái tay chị bự quá vậy, chẳng cái gì mà rung lại động đất hả, cái gì mà nó rầm ghê quá vậy, cái gì vậy, con gì rung lại, nó chạm nhà vô nhà chị đã bị kìa. Ôi trời ơi, nhà của chị đã bị nè bẹp luôn rồi. Ôi sao hắn ta chạy mất tiêu luôn rồi. Người khổng lồ đạp một phát là mất căn nhà luôn các bạn. Ôi hình như đây là cái dấu chân phải không ta. Trời ơi, nhà chị đã bị đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, nhà chị đã bị đâu mất tiêu. Mày nhìn kỹ đây, đây chính là nguyên một cái bàn chân người khổng lồ đó. Tao nghĩ là bây giờ chúng ta phải đi tìm hiểu cái ông người khổng lồ đó ở đâu ra mà tới làng sinh tố, sau đó dẫm đạp hết trời. Ở đây lại có một cái bàn chân này dẫm, ui dẫm bánh nhà hai chi luôn rồi. Trời ghê thiệt. Ông đang đi đường nào ta. Ui, đúng rồi, ở đây còn một cháu nè. Trời ơi, ông đi tới đâu là cái đất này là sập xuống tới đó luôn á các bạn ơi. Ở đây cũng có một bước chân nữa nè. Có phải là người khổng lồ chị Nabi? Ủa, đúng rồi. Ủa, không ổn rồi. Ơi ơi, ông người khổng lồ có thấy tôi không vậy? Ơi. Đúng rồi, tôi nè. Hình như là ông bị thương hả? Phải là ông phải là tụi tôi đó không, nên là hả tôi tới đây để xử ông nè. Ơi trời, từ từ cái. Ơ cái gì? Bị tấn công hả? Ờ đúng rồi, hèn gì trên tay ổng có những cái vệt gọi là vệt máu nè. Trời ơi, ông có sao không vậy? Có nên giúp không mọi người? Ôi chứ nhưng mà chắc tôi nghĩ cũng nên giúp đi, tại vì ổng cũng đâu có ý phá hủy làng của mình đâu. Chị Nabi thấy sao chị Nabi? Thấy ổng cũng tội nghiệp á, hay mình giúp ổng đi. Thôi được rồi. Ôi vậy. Chị thương cho ổng đi. Lên chị thương cho ổng đi. Trời mà quạo dữ vậy trời. Thôi được rồi, bây giờ may mắn là tôi có một cây súng chữa bệnh nè. Được rồi, tôi gà một cây súng và chị Nabi một cây súng, được rồi, hai người chữa bệnh bên tay đó nha. Và tôi sẽ chữa bệnh bên tay này các bạn ơi. Này. Được rồi. Ủa nhưng mà tại sao ông lại bị mấy cái vết thương này? Đó, tôi chữa bệnh rồi đó. Để mình vá lại vết thương rồi đó. Đó, vá lại các bạn. Được rồi, lên đây nè. Tôi nhiều chưa? Ồ. Dạ, người ta có một ngôi nhà rất xa. Chắc là nó to lắm ha. Trời ơi, một cái núi luôn á. Ôi, cái gì ghê, to bằng cái núi, một cái nhà các bạn ơi. Đúng là cái nhà gì mà to quá trời luôn á. Cửa thường bên này nữa nè. Hôm nay, đúng lúc mình ta ra là kiếm vô quán một tí. Hả? Còn quái vật to lớn, không khác người ta là tấn công. Cái gì? Con quái vật to lớn bằng ông luôn á. Trời ơi, nếu mà nó tới lại sinh tố là coi như là diệt vong luôn đó. Trời ơi, cái gì vậy trời ghê quá. Nếu vậy thì phải làm sao đây? Nếu mà con quái vật mà to như ổng thì không những làng sinh tố mà làng người khổng lồ còn gặp nguy hiểm nữa. Quái! Trời ơi, ổng khỏe lên, cái vết thương cũng đã lành rồi các bạn. Ui, vậy bây giờ ổng có thể đi được rồi hả? Vì cây búa của người khổng lồ hả? Ghê vậy. Ủa là cây búa vậy? Cây búa đó chỉ thuộc về thần khổng lồ cho nên ta nghĩ ta phải lấy nó được. Cây búa cho thần khổng lồ hả? Ghê gì? Vậy có gì để tôi giúp cho. Ok, mình giúp gì đâu, mình bé xíu sao mà giúp. Nhưng mà mặc dù mình nhỏ nhưng mà mình vẫn có thể giúp được chứ. Nếu không thì con quái vật nó sẽ tiêu diệt dân lại khổng lồ lẫn tụi mình luôn đó chị Nabi. Được rồi, đi ông ta nào. Ok, ông cha ông đi nhanh quá, đợi tôi về. Chạy, không phải cho tôi lên vai ông để tôi đi chung với. Được rồi, lên đi. Ok, lên tôi nào. Trời ơi, cái tay ông bự chứ kìa, được rồi. Đi lên bằng cái tay của ông hay nào mọi người ơi. Leo lên cái tay nào đó. Đúng rồi, sắp lên. Và đứng lên cái vai của ông nè các bạn ơi. Đúng là xịn xỏ tiếng. Wow, tất cả mọi người lên đó nè. Được rồi. Ôi, nhìn ông quay qua kìa. Ông nghe tôi nói rõ chưa? Hello. Ông nghe tôi nói rõ không? Ơi, được rồi, chúng ta đi thôi nè. Ủa, đây chính là cái cánh cửa nó đi vô á hả? Đúng rồi đó. Trời ơi, các bạn ơi, cánh cửa mà nó to quá trời là to luôn. Ủa, nhưng mà vô sao? Không biết. Cái gì vậy trời ơi, là trời, ông không biết làm sao? Thôi, ông xuống đi, ta thử để cái bước. Ok, để tôi đi xuống nè, bước vô xuống. Cái tay của ông là đi xuống. Ủa? Ok, được rồi. Ông hãy đẩy cái bức tường vô thử coi. Được rồi, để ta hỏi. Ôi trời ơi. Trời ơi, thấy nãy giờ là ông nãy chịu được luôn. Trời ơi, ta chỉ là mẫu thôi, bây giờ ta mới làm thử coi. Ôi trời ơi. Cái tay ông đấm hoài mà không được gì luôn gì. Còn cách nào để đi vô vậy?
Thấy hết ổn rồi, giờ làm sao cho mấy giống ơi. Trời ơi, giờ làm sao hả? Để tôi suy nghĩ coi có cái gì để tôi có thể chui vô được không ta. Nếu mà người nhỏ như mình thì chắc chắn là phải có cái chỗ gì đó để tụi mình có thể chui vô được. Ủa, ở đâu? Ồ, trên đó hả? Ủa, trên kia có một cái vết nứt trên tường kia. Vậy là chúng ta có thể nhờ đó mà chui vô, sau đó chúng ta mở cửa cho cái ông người khổng lồ này được đó. Để coi, ông ơi, bây giờ bê tôi lên cái vách nứt đó đi để tôi có thể mở cửa cho ông. Được rồi, lên tay tao nào mới được. Ok, trời ơi, sao ông chui cái bông vậy? Lên đây, mọi treo lên, treo lên cái cánh tay này đó, sau đó là... Lên tôi, let's go. Trời, nhảy lên, vô được rồi, tôi gái. Wow, đây là một chỗ gì đây? Ờ, được rồi, cảm ơn ông người khổng lồ cho chồng nguyên cái tay ông đã lên luôn nè. Rồi, không có gì đâu, mấy ông mở cửa cho tao đi. Ok, được rồi. Thì ủa cái này là cái gì vậy? Đây có bạn đạp về, đi đạp đi thử coi. À, tao đây. Ôi, mọi người nhìn đường này kìa. Đi ra đi ra thử coi. Ủa, đi nếu mà đi ra thì nó sẽ mất cái này đâu. Ô, nó mất nè. Xong rồi nó có lại. Ồ, thì ra là như vậy hả? Vậy bây giờ chúng ta sẽ qua nhảy qua đây, xong rồi nhảy qua kia hả? Ủa nhưng mà còn cái cửa bên đây là gì nè? Ôi. Ui, qua bên đây cái là nó sáng quá trời luôn. Ủa, có cái thùng gì nè? Chỉ cần gạt cái đó là được hay sao á? Ủa, có kìa, tại cần gạt nó nhìn nó bự quá trời luôn. Bên đây có gì ta? Bên đây có mấy cục đá. Ui, vậy là chúng ta phải cầm cái thùng này. Tôi có ý tưởng này. Nè mọi người cầm đây nè, bây giờ tôi sẽ đặt cái thùng này đây nè. Đặt cái thùng này. Và nó sẽ tự động nhấn vô. Và mày chỉ cần đạp vô đây cái thôi là nó sẽ tự động tạo ra cái đường rồi. Ui, thấy chưa? Ui, nhưng mà nếu mà một người đạp ở đây xong rồi một người nhảy qua, sau đó một người đạp ở kia đó, chúng ta phải cần một người nữa hoặc một cái gì đó để đạp lên cái tấm đạp đó các bạn. Vậy là chúng ta phải đi qua bên kia để lấy cái thùng bên kia. Ok, được rồi, để tôi nhảy qua nè. Rồi, ok, nhảy qua nè. Ok, được rồi, anh em lấy cái thùng nè. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhặt cái thùng lên nè. Sau đó chúng ta sẽ đem về cho mọi người nè. Nhảy qua mấy cái này nữa. Trời, cố lên đừng để mấy cái đá này đè mình nha các bạn. Ok, rồi, qua nè, nhảy qua nè. Và nhảy qua, được rồi mọi người ơi. Được rồi, nè, tôi kè, chính này, để tôi bỏ này vô nè. Rồi bây giờ chúng ta nhảy qua và nhảy qua đây. Ui, nếu bây giờ chúng ta đạp ở đây thì chỉ cần một người giữ lại được. Ok. Ôi, đã chưa qua cả. Ok. Tôi đang thứ gì? Lần này em đi để giữ nhau. Được rồi, nhảy, chị đang đừng có thả nó nha. Rồi, bye bye tô gà luôn. À, lần này mày đứng đó đi, để tao nhảy chứ, chứ mày nhảy cái là chết luôn à. Ok, mày đừng có thả nha. Cái thằng này nó phá quá các bạn ơi. Thôi được rồi, để bây giờ tôi bắt đầu đi lên nè. Rồi, và bây giờ chúng ta nhảy nhảy qua nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cần cân gạt lại lên. Hay cha. Ôi, nó được rồi nè mọi người ơi. Và bây giờ, nó đang hoạt động, tôi cảm giác của cái máy nó đang hoạt động kìa. Bỏ ra rồi mọi người. Wow, là thành công rồi. Let's go. Woo, xuống rồi, ôi, cánh cổng nó mở ra rồi nè mọi người ơi. Thì chúng ta đi cho tôi là người khổng lồ ơi. Let's go. Trận kia. Đúng rồi các bạn ơi. Nhìn kìa, cái rìu nhìn nó quá cháy thì sao. Ui, lại có mấy cái tia nó phóng ra kìa. Biết luôn không biết luôn, nó giống như tia ánh sáng vậy. Đụng cho là coi như là xỉu luôn liền luôn á. Để ta lấy nha. Wow. Cuối cùng tạo ra được cái rìu đây rồi. Trời ơi các bạn xem kìa, nhìn kìa, đúng là cái rìu. Nhìn bà cháy bỏ chết thì kêu trời ơi. Được rồi, bây giờ tôi nghĩ ông có thể cầm cái rìu này để bảo vệ người dân của ông rồi đó. Chỉ còn chừng chừ gì đó, không đi giải cứu ngôi làng của ta nào đi thôi. Ok. Tôi lấy lưng ông mà nè, đi tới. Xuống tay. Wow. Làng trời, cái làng gì mà bự mênh mông ở chi riêng. Cái mỏ trồng ruộng các bạn đã cao hơn mình cả vùng đất luôn rồi. Trời trời các bạn ơi, tình như hắn ta chính là cái tên mà đã tấn công người khổng lồ này hả? Đúng rồi đó, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ôi trời, hai người đã đánh nhau rồi các bạn ơi. Ôi trời. Chết rồi, bây giờ tình tình hình đang căng thẳng quá bây giờ. Thôi các bạn không biết mọi chuyện như thế nào ơi. Tụi mình lùi lại một xíu đi, không coi là bị hắn đau một cái là bãi bãi luôn đó. Cái gì? Chịu hắn ta rồi, chơi cái gì mà mạnh quá vậy? Chết rồi các bạn ơi, bây giờ làm sao đánh bại được tên đó đây? Hay bây giờ mình sẽ là người tấn công hắn ta luôn. Bây giờ ông hãy làm hắn ta ngã xuống đây. Còn phần còn lại để tôi cho. Được rồi, để ta cho. Được rồi, bây giờ hắn ta nằm rồi thì bây giờ tôi sẽ chui vô lõi của hắn ta và sau đó hủy diệt hắn ta luôn. Ây cha, ây cha. Đây là bên trong cái lõi quan. À, đây rồi, chính là cái này. Bây giờ mình chỉ cần, ây cha. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi ra ngoài tôi nè. Hắn ta đã chết rồi, let's go. Dừng lại của chúng ta đã được cứu rồi.
ơi. Được rồi, cảm ơn mấy đứa đã giúp ta nha. Không có gì đâu trời ơi các bạn ơi. Mày mà cũng có ông người khổng lồ này giúp một tay lấy cái búa này xử hắn ta cùng thôi là mình cũng không xử được hắn nữa. Được rồi, giúp ta giúp ra rồi. Cần ta giúp lại gì tôi giúp không? Cần giúp lại gì để tôi xem coi. Ôi dạ, 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 đúng rồi ha, đúng rồi, còn cái nhà của chị Nabi đó. À, có gì ông quay lại làng sinh tố của tôi xây lại nha ông ơi. Được rồi, lên người của ta đi. Ôi dạ, ok, lên người của ông và các bạn. Thì ok, nói trong tiệm video của mình có đây. Các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên là bấm vào video trước màn hình nè. Mình cũng có làm một video về. Nếu tụi mở nhà hàng YouTuber trong Minecraft thì sao các bạn ơi. Từ YouTuber, một người đăng ký cho đến 10 triệu người.